Võ sư Thiếu Lâm thi triển màn rất dương chỉ gây bão tại Trung Quốc. Chứng kiến màn rất dương chỉ này, có lẽ bất kỳ một người hâm mộ võ thuật nào ở Trung Quốc cũng chỉ còn biết dở khóc dở cười. Sau những thất bại của nhiều nhân vật tự nhận là cao thủ của làng võ cổ truyền trước các tay đấm MMA, làng võ Trung Quốc đã tốn nhiều giấy mực để nói về thực trạng có nhiều ngụy võ sư đang làm mưa làm gió ở quốc gia này. Mới đây, các diễn đàn võ thuật lại trải qua một phen xôn xao khi chứng kiến màn nhất dương chỉ của một vị cao tăng bí ẩn hiện chưa được xác định danh tính. Màn nhất dương chỉ này khôi hài ở chỗ vị võ sư đã nhiều lần phải vận khí và liên tục dùng ngón tay để công phá viên gạch, nhưng viên gạch ấy vẫn cứ trơ ra. Sau khi bất lực với đòn nhất dương chỉ, vị võ sư vô danh này đã vận khí chuyển sang dùng nhị chỉ, dùng hai ngón trỏ và giữa để công phá viên gạch nhưng vẫn thất bại. Màn nhất dương chỉ dởm này lập tức trở thành một trò cười trong các diễn đàn Trung Quốc. Có rất nhiều ý kiến bình luận đả kích đã được đưa ra để công kích vị ngụy võ sư này. Một khán giả tại Trung Quốc bình luận, có lẽ vị cao tăng này đã bị một kẻ xấu nào đó đánh cháo viên gạch dởm bằng loại gạch thật nên ông ta mới bị bẽ mặt như vậy. Một người hâm mộ khác lại châm biếm hài hước, có lẽ vị cao thủ này đã bị nhân vật Tôn Ngộ Không đứng bên cạnh phù phép nên mới mất hết khả năng của mình. Một số ý kiến đã cho rằng đằng sau màn nhất dương chỉ đầy khôi hài này và đằng sau những tiếng cười mà nó mang lại chính là một thực trạng đáng buồn của làng võ Trung Quốc khi có quá nhiều cao thủ giả mạo vẫn đang tồn tại và làm xấu đi những giá trị của nền võ học ở quốc gia đông dân nhất thế giới. Chỉ ít ngày trước, một nhân vật tự xưng là bậc thầy của Thái Cực, Chu Xuân Bình cũng đã thi triển công phu khá giống với màn biểu diễn được ví là truyền điện của trưởng môn Nam Hình Đạo ở Việt Nam. Màn thi triển của Chu Xuân Bình đã vấp phải khá nhiều bình luận đả kích với vị võ sư này vừa để thua ê chề trước một tay đấm MMA nghiệp dư. Báo Trung Quốc phân tích 4 nguyên nhân khiến Y Long thất bại đau đớn. Cuối tuần vừa rồi, Y Long đã đón nhận một trong những thất bại đáng quên nhất trong sự nghiệp của mình. Ngày 2 tháng 6 vừa qua, Y Long có trận đại chiến với một trong 4 vị vua Mây Thái say dốc Bun Phan Muang. Dù đã sớm có nhiều ý kiến cho rằng Y Long sẽ bại trận, nhưng tất cả đều sốc khi con rồng Trung Quốc lại thua vì đòn knockout chỉ sau vỏn vẹn 2 phút 20 giây. Sau thất bại này của Y Long, truyền thông và người hâm mộ Trung Quốc đã bàn tán rất nhiều. Vào sáng nay, tờ Sina đưa ra một quan điểm phân tích 4 lý do khiến Y Long thất bại như sau. 1. Là Y Long thua vì chính sự ảo tưởng của mình. 2. Các cao thủ trên thế giới đều muốn hạ bệ Y Long, một biểu tượng của võ thuật Trung Hoa. 3. Phong cách thi đấu theo kiểu võ thuật truyền thống đã hại Y Long. 4. Chính dư luận Trung Quốc đã làm hại Y Long. Trong các quan điểm của tờ Sina đưa ra, đáng chú ý có việc thừa nhận võ thuật truyền thống Trung Quốc rất khó có thể so sánh với các môn võ thuật hiện đại. Ngoài ra, việc tự ảo tưởng của nhiều người học võ cổ truyền đã dẫn tới kết cục cay đắng cho họ. Như Y Long được cho là đã trải qua cả 100 trận đấu, nhưng thực tế có rất nhiều đối thủ của anh thuộc hàng vô danh. Tuy nhiên, qua những trận đấu đó, Y Long lại được tôn sùng quá mức, dẫn đến sự ảo tưởng sức mạnh. Tờ Sina cũng cho rằng ở thời điểm hiện tại, Y Long không thể thắng bất cứ võ sĩ đẳng cấp thế giới nào có cùng hạng cân. Luận điểm cuối cùng của tờ Sina cũng rất đáng lưu ý và được tờ báo này đưa lên tựa đề rằng chính cộng đồng võ thuật Trung Quốc đã làm hại Y Long khi tôn sùng anh, và khi con rồng Trung Quốc có biểu hiện sa sút thì lại bị công kích, khích bác khiến anh buộc phải cố gắng tìm tới những đối thủ hàng đầu thế giới trong khi cửa thắng vốn đã bị đánh giá thấp hơn. Giờ đây rất nhiều người đang kêu gọi Y Long dừng sự nghiệp thi đấu võ thuật lại. Đấy thực sự có thể là một cách giải thoát cho Y Long khỏi ánh hào quang đã mang lại cho anh nhiều lợi thế, nhưng cũng muôn vàn rắc rối. Suy cho cùng đó cũng chỉ là dừng thi đấu, còn Y Long dĩ nhiên có thể gắn bó với võ thuật đến bất cứ lúc nào anh muốn. Võ sư dởm làm xấu mặt võ đang Trung Quốc từng vô đối suốt 22 năm. Dù tự nhận mình là cao thủ võ đang, chưa từng biết thua qua hàng trăm trận, nhưng Chu Xuân Bình lại gục ngã quá chóng vánh trước một tay đấm MMA nghiệp dư. Thất bại ê chề của võ sư phái võ đang Chu Xuân Bình trước tay đấm MMA nghiệp dư Dư Cầu Sinh cách đây ít ngày đang trở thành chủ đề gây xôn xao làng võ Trung Quốc.
Sáng nay, tờ thể thao Sohu của Trung Quốc có bài viết với nhan đề Chu Xuân Bình tự nhận là bậc thầy võ đang, nhưng tại sao lại không dám thách đấu với Từ Hiểu Đông? Theo bài viết này, thì trước thời điểm tỉ thí với Dư Cầu Sinh, Chu Xuân Bình đã tuyên bố rằng ông vốn là một cao thủ từng không có đối thủ và bất khả chiến bại trong suốt 22 năm, với hàng trăm trận đấu khác nhau. Vị võ sư 46 tuổi còn khoe khoang rằng ông sở hữu công phu khiến vài chục người có thể hợp sức lại cũng không thể đẩy ngã được. Chu Xuân Bình cũng khẳng định rằng hồi còn trẻ ông đã theo học Thái Cực Quyền và là đồng môn với võ sư nổi tiếng Quang Gian Jun. Chưa hết, vị cao thủ võ đang còn khoe tấm ảnh về trận đấu mà ông hạ gục một võ sĩ sumo với thể hình như hộ pháp trong sự thán phục của rất đông khán giả. Tuy nhiên, sự thật về trận đấu này cũng như danh tính của võ sĩ sumo kia vẫn chưa được làm sáng tỏ. Tờ Sohu cho rằng, mặc dù tự nhận mình là bất khả chiến bại suốt 22 năm, nhưng Chu Xuân Bình lại chưa một lần dám đứng lên thách đấu Từ Hiểu Đông, bất chấp việc võ sĩ MMA từng nhiều lần lên tiếng chê bai nền võ thuật cổ truyền Trung Quốc. Thực tế, Chu Xuân Bình có lý do để không dám đối đầu với Từ Hiểu Đông. Thứ nhất, vì mang tiếng là võ sư dạy Thái Cực Võ Đang, nhưng phong cách của ông lại bị pha tạp, có sự kết hợp theo hơi hướng của Sanda, chứ hoàn toàn không mang phong cách của võ đang thuần túy. Hơn nữa, dù tự nhận đã đánh hàng trăm trận, nhưng thực tế chưa bao giờ người ta thấy Chu Xuân Bình thi đấu với một võ sĩ hiện đại trước khi để thua Dư Cầu Sinh. Đó là lý do khiến vị võ sư này không thể đủ tự tin để thách đấu Từ Hiểu Đông. Nhưng tờ báo Trung Quốc cho rằng lý do quan trọng nhất là việc Chu Xuân Bình sợ đánh mất danh tiếng nếu thất bại trước Từ Hiểu Đông, bởi ông đang mang danh một bậc thầy võ đang, sở hữu cả một trung tâm võ thuật. Xét ở khía cạnh này, Chu Xuân Bình còn thua cả Ngụy Lôi hay Đinh Hạo, những người dám dũng cảm thách đấu Từ Hiểu Đông. Sohu cũng cho rằng, rất có thể Chu Xuân Bình đã khoác lác khi tuyên bố bất bại hàng trăm trận, bởi nếu có lời khẳng định đó là sự thật, thì tại sao nhiều năm qua không một võ sĩ đẳng cấp nào tìm đến gặp để thách đấu? Cũng vì vậy mà sau thất bại trước Dư Cầu Sinh thì Chu Xuân Bình xứng đáng được coi là một ngụy võ sư điển hình nhất của võ Trung Quốc, hơn cả Ngụy Lôi, Đinh Hạo hay là Dư Sương Hoa. Sau hình ảnh Chu Xuân Bình để thua ê chề, có rất nhiều ý kiến trong cộng đồng mạng võ thuật Trung Quốc cho rằng võ cổ truyền ở quốc gia này ngày càng dễ bị tổn thương khi đối đầu với võ hiện đại. Đây là điều có phần trái ngược với thời điểm trước tháng 4 năm 2017, khi Ngụy Lôi bị Từ Hiểu Đông đánh bại, bởi khi đó có rất nhiều võ sư cổ truyền ở Trung Quốc vẫn luôn ảo tưởng về khả năng thực chiến của chính mình. Họ cho rằng võ cổ truyền có thể dễ dàng hạ gục những tay đấm luyện võ hiện đại như MMA. Vén màn võ công thật của cao thủ võ đang vừa thua bé bàng trước đấu sĩ MMA. Đằng sau nhiều danh xưng mỹ miều, võ sư phái võ đang Chu Xuân Bình rất có thể chỉ là hổ giấy. Cách đây ít ngày, làng võ Trung Quốc lại trải qua một phen xôn xao sau khi võ sư cổ truyền phái võ đang Chu Xuân Bình để thua một cách ê chề trước võ sĩ MMA nghiệp dư ở tuổi 24 Dư Cầu Sinh. Kịch bản của màn tỉ thí này khá giống với hai thất bại của Ngụy Lôi và Đinh Hạo trước Từ Hiểu Đông. Ý còn mất mặt hơn bởi Chu Xuân Bình đã để cho đối thủ đấm ngã ngay ở giây thứ 3. Sau trận đấu, làng võ Trung Quốc đã trải qua một cuộc truy tìm xem Chu Xuân Bình, kẻ tự nhận là một cao thủ thực chất là ai. Có lẽ không ít người hâm mộ sẽ phải giật mình về bản lý lịch đầy hoành tráng của nhân vật này. Theo thông tin từ website etoday.net đăng tải, thì màn tỉ thí của Chu Xuân Bình với Dư Cầu Sinh diễn ra ở Thượng Hải. Chu Xuân Bình, 46 tuổi, được giới thiệu là một truyền nhân của phái võ đang Thái Cực, sở hữu một trung tâm đào tạo võ đang ở Thượng Hải. Cũng theo tờ báo này thì Chu Xuân Bình từng luyện cung phu từ rất nhỏ. Ông từng kinh qua nhiều hệ phái của Thái Cực như Dương Thị Thái Cực Quyền, Trần Thị Thái Cực Quyền, Tam Phong Thái Cực Quyền. Sau đó, ông còn luyện cả Mê Tung Quyền, môn phái thuộc dòng Nội Gia Quyền, từng gắn với nhân vật Hoắc Nguyên Giáp ở thành phố Thiên Tân vào thế kỷ 19. Chu Xuân Bình còn được giới thiệu là người tinh thông nhiều loại quyền pháp lẫn binh khí, trong đó có kiếm đao thương. Xét về vai vế trong làng võ cổ truyền Trung Quốc, ông xứng đáng được coi là một đại võ sư hoặc một bậc thầy cung phu. Thế nhưng theo báo chí Trung Quốc thì chính bản lý lịch hoành tráng càng làm xấu đi hình ảnh của Chu Xuân Bình sau những gì mà ông vừa thể hiện ở thành phố Thượng Hải. Ngoài việc quá yếu về trình độ chuyên môn, Chu Xuân Bình còn bị ảo tưởng sức mạnh khi không thèm phòng thủ. Khi bắt đầu vào trận, hệ quả là ông đã bị dính cú móc trái của võ sĩ MMA
và phải nằm sàn chỉ sau 3 giây. Dù nặng hơn đối thủ 10kg, nhưng ông vẫn dễ dàng dính thêm một loạt cú đấm và bị hạ đo ván khi chưa kịp đưa ra bất kỳ một phản đòn nào. Trận đấu càng trở nên hài hước khi một thành viên cùng đoàn với Chu Xuân Bình liên tục kêu gọi Dư Cầu Sinh hãy nhẹ tay, rồi giục bác sĩ lên sàn để sơ cứu khi Xuân Bình bị đấm gục. Ngay sau màn tỉ thí, tờ Sohu của Trung Quốc còn ví kết cục đo ván của Chu Xuân Bình là màn thảm bại đáng xấu hổ. Sohu cũng cho rằng thất bại này đã vạch trần năng lực thực sự của Chu Xuân Bình và nhân vật này xứng đáng bị coi là một ngụy võ sư trong làng võ cổ truyền Trung Quốc. Tờ báo Trung Quốc còn châm biếm: sau trận thảm bại này, chúng tôi tin rằng danh xưng bậc thầy võ đang Thái Cực chỉ có thể tồn tại qua miệng của những kẻ thích khoác lác hoặc trong một cuốn tiểu thuyết. Trong khi đó, một tờ báo khác lại cho rằng Chu Xuân Bình cùng với Ngụy Lôi, Đinh Hạo là điển hình cho những ngụy võ sư đang tồn tại ở Trung Hoa. Theo tờ báo này, trong quá khứ thì Trung Quốc đã có không ít võ sư giỏi, nhưng trong thời kỳ cách mạng văn hóa, có rất nhiều võ sư đã bị bắt hoặc làm khó, và đây là lý do quan trọng khiến nhiều tinh hoa đến nay đã bị thất truyền. Bước vào thời kỳ đổi mới, dù nền văn hóa thể thao ở Trung Quốc đã có nhiều cải cách, nhưng những tinh hoa võ thuật cổ truyền vẫn không thể được khôi phục. Đó cũng là lý do khiến Trung Quốc tồn tại nhiều võ sư dởm như ngày nay.